Thứ tư, tuần thứ sáu thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 22 đến câu 26. Một hôm, Đức Giêsu và các môn đệ đến Bethsaida. Người ta dẫn một người mù đến và nài van Đức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng và nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: anh có thấy gì không? Anh ngước mắt lên và thưa: tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại. Rồi người lại đặt tay trên mắt anh. Anh trông rõ và khỏi hẳn. Anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn đừng có vào làng. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời dạy dỗ các môn đệ và trước khi Phêrô tuyên tín về thân thế của Chúa Giêsu, thì người và các môn đệ đến vùng Bethsaida. Tại đây, người đã chữa lành cho một người mù. Phép lạ chữa lành người mù Bethsaida làm nổi bật quyền ban ánh sáng của Chúa Giêsu và những nỗ lực của người giúp mở mắt tâm hồn cho các môn đệ. Tuy nhiên, để hiểu được ý nghĩa phép lạ Chúa Giêsu chữa cho người mù, chúng ta phải đọc nó trong mạch văn của những câu chuyện trước. Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhưng các người Pharisêu chẳng những không tin vào quyền năng của người mà lại còn thách thức một dấu lạ từ trời. Chính các môn đệ cũng không thấy được điều gì cao cả hơn là những miếng bánh. Họ đúng là những người mù, không đọc được ý nghĩa của dấu chỉ. Người mù trong câu chuyện này chính là hình ảnh của những người không thể hiểu, đó là các Pharisêu, các môn đệ và của chúng ta ngày hôm nay. Quả thật, nỗ lực làm cho họ hiểu được đó là điều rất khó. Vì thế, Chúa Giêsu phải đặt tay vào mắt anh mù tới hai lần thì anh ta mới thấy rõ ràng được. Người mù ban đầu không thấy gì cả. Sau khi được Chúa Giêsu sờ vào mắt thì anh ta thấy mờ mờ. Sau khi đặt tay lần thứ hai thì anh ta hoàn toàn thấy rõ. Cách chữa trị của Chúa Giêsu mang tính tiệm tiến, từ trong thấy mờ mờ đến nhìn thấy tỏ tường. Điều này cũng diễn tả chiều kích đức tin mà Chúa từ từ khơi dậy nơi anh ta, từ việc tin nhận vào Chúa cách yếu ớt đến tin nhận người đã đứng cứu thế. Chúa Giêsu cũng nhẫn nại đối với những môn đệ trong quá trình huấn luyện của các ông. Từ những người chưa hiểu và chậm tin, cuối cùng họ cũng nhận biết người là đứng cứu thế như lời của Thánh Phêrô tuyên xưng: Thầy là đứng Kitô. Trong công tác giáo dục, nhất là giáo dục đức tin hay hướng dẫn đời sống tâm linh, chúng ta cần phải kiên trì, dạy dỗ thì mới thành công được. Chúng ta còn được mời gọi không ngừng trau dồi và huấn luyện đức tin cho chính mình và cho những người mà chúng ta có trách nhiệm. Muốn được như thế thì mỗi người phải có trách nhiệm cộng tác với ơn Chúa để củng cố và phát triển đức tin. Nhờ việc học hỏi và sống các chân lý đức tin, nhất là chúng ta phải biết để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và làm theo sự chỉ bảo của người. Lạy Chúa, ngày chúng con được rửa tội, vị linh mục đã thay mặt Chúa để nói với chúng con: Ephata, nghĩa là hãy mở ra. Nhưng đức tin của chúng con chỉ như một con mắt mới hé mở, cho nên phần nào đó chúng con cũng giống như người mù hôm nay. Chúng con xin Chúa một lần nữa thương đặt tay trên mắt chúng con để cặp mắt đức tin của chúng con được mở ra trọn vẹn và nhìn thấy Chúa rõ ràng. Amen.